Xin nồng nhiệt chào đón quý vị và các bạn. Lúc này thì Ban Giai Chiến Sự di chuyển tới thành phố Sầm Sơn. Lúc này còn cách Sầm Sơn 2 km thì ra bãi biển. Vâng, một hành trình đi qua rất nhiều tỉnh thành và bây giờ thì chúng tôi có mặt tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Và các bạn đang theo dõi kênh Bonsai Chiến Sự, tiếp tục theo dõi và đăng ký kênh để theo dõi những video mới. Đây là thành phố Sầm Sơn các bạn nhé. Ở trước là thị xã, bây giờ là thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thanh Hóa có thành phố Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn, có thị xã Bỉm Sơn. Thanh Hóa là một trong những tỉnh rất rộng. Rất nhiều người dân Thanh Hóa cũng chưa đi hết tỉnh thành Thanh Hóa. Chào mọi người, lúc này thì Ban Giai Chiến Sự đang có mặt ở tại phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn. Thành phố Sầm Sơn là một trong những khu du lịch nghỉ mát rất hấp dẫn, đặc biệt cho du khách trong dịp mùa hè này. Nơi đây có thể nói rằng một trong những thành phố tại khu vực phía Bắc dành cho trong kỳ nghỉ, đặc biệt là nghỉ hè. Và bây giờ thì tôi tới vườn của anh Thắng, cũng muốn gửi một số những hình ảnh để cho quý vị và các bạn yêu cây trên cả nước cùng tham khảo. Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng hướng về phía trong. Anh chị Thắng nhá. Trước cửa của anh là một khu viên có trang trí cũng rất là đẹp, rất là thơ mộng. Cây okay, của anh để đâu nhỉ? Phía đằng sau. Và mời quý vị và các bạn cùng hướng về phía đằng sau vườn cây của anh Thắng. Qua một quãng hành trình dài từ Hà Nam, và nói đúng ra là tôi đi từ Vĩnh Phúc về, cũng rẽ qua nhà nghỉ một chút, xong bắt đầu tôi tới luôn thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, và đến tới vườn của anh Thắng, một trong những người rất trẻ. Và bây giờ thì tôi tới vườn anh. Không biết anh Thắng chơi cảnh lâu chưa? Em chơi làm nghề hơn 10 năm. Hơn 10 năm rồi, một trong những người trẻ sinh năm đầu 8 mà bây giờ cũng đã chơi cây hơn 10 năm. Và bây giờ tôi mới tới thì thấy vườn của anh một trong những cây có rất giá trị. Và bây giờ thì xin phép anh để ghi hình gửi cho quý vị các bạn cùng tham khảo. Đây là những cây anh bày ngoài vườn. Nhiệt độ hôm nay chúng tôi đo được đang là 31 độ C và trời thời tiết là nắng. Quý vị và các bạn có dịp trở lại Sầm Sơn nghỉ mát, có thể tới thăm vườn của anh Thắng. Tôi sẽ quay lần lượt. Một cây tùng, rồi vú sữa, xanh, lộc vừng, sung. Ôi nắng. Nhưng mày có cái mũ nào đấy không? Một cây vừng thân rất quái các bạn nhé. Vâng, lúc này tôi phải hỗ trợ một cái sợi ô. Mặc dù nhiệt độ mới chỉ 31 độ nhưng mà khá nắng. Sung nhá, sung văn sướng. Cái sung dáng trực. Ở những chùm sung.
rồi cây hoa giấy cũng đa dạng các bạn nhé. Cây phía trong là cây khế, ruối dáng phụ tử. Tuy nắng nhưng ánh sáng cho góc quay là cũng khá đẹp. Rồi vạn tuế, phía trong là một cây dối khủng đang được che bọc rất cẩn thận. Anh chia sẻ là anh rất thích dối, chơi dối thì hay đắm đuối. Một cây khế. Tiếp đến là một cây dưới. Bông tàn cũng khá đẹp rồi. Ở phía trước là một đôi long. Và anh cũng muốn nhờ bonsai tiến sự vào cài đá một số những tác phẩm tại đây. Long rồi dưới. Đây các bạn nhé. Một trong những người còn rất trẻ nhưng đã đam mê cây cảnh hơn 10 năm nay và bây giờ thì cũng có rất nhiều những tác phẩm đẹp. Đạt ơi. Thành phố Sầm Sơn rất nhộn nhịp nhưng ở đây anh lại có một vườn cây rất là yên tĩnh. Và thường ngắm cây cảnh thì chúng ta cảm thấy rằng mình như đắm mình vào những tác phẩm. Và tất cả những mệt nhọc, những lo toan nó được qua đi. Cây dưới năm thân. Bộ đôi long. Rất nhiều dưới các bạn ạ. Hoa giấy tím Huế, Huế mộng mơ, tím tình yêu, tím cả đợi chờ. Anh đang ghép cây. Một cây tùng. Tùng La Hán các bạn nhé. Ổi tàu. Ổi quả nhỏ. Ổi này ăn rất thơm và ngon. Tiếp tục là một cây dưới. Ra là báo trắng hết.
tiếp tục là một cây sung có thân vặn cũng khá đẹp. Wow, đây là mặt tiền. Đây là mặt tiền các bạn nhé. Bonsai Tiến Sự đang ở tại thành phố Sầm Sơn. Và đang làm phóng sự tại vườn của anh Nga Thắng. Một trong những cầu thủ 8X. Cây me. Ở Thanh Hóa là một số những cây xanh thường vẫn là phong cách bông tàn. Một cây xanh được ôm lên một hòn đá như long cuốn thủy. Và mùa hè này chúng ta có những cây mới thì che lưới, ở dưới thì đắp các chăn vải để cho nó mát là rất hợp lý để giảm nhiệt. Ở mùa đông thì ta cần ấm, mùa hè thì ta cần mát. Một chú chim tung tăng bay nhảy. Rất đẹp. Một quang cảnh. Và ánh nắng rực rỡ. Những màu xanh của cây được thể hiện. Thưa quý vị, Bonsai Tiến Sự vừa ghi tất cả những cái hình ảnh, cây cảnh cũng như những tác phẩm tại vườn Anh Thắng, một trong những người rất trẻ ở tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Và quý vị có dịp muốn ghé thăm vườn cây của anh có thể đi nghỉ mát tại thành phố Sầm Sơn và ghé qua vườn của anh ở tại phường Quảng Thọ các bạn nhé, cũng giáp với lại doanh trại quân đội nhân dân đang gần đây. Ok, và thời lượng có lẽ Bonsai Tiến Sự cũng xin tạm ngừng tại đây. Xin cảm ơn anh Thắng. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh và chúc quý vị và các bạn chuẩn bị bước vào những ngày nghỉ cuối tuần có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.